Mình thực sự là đam mê yêu thích thì không có. Thì mình cũng đi lang thang mất 1 năm. Thì trước khi trở về quê do quá mệt mỏi thì mình cũng đi lang thang mất 1 năm, thì về quê thì mình nhận ra đây chính là cái nghề của mình, nghề nông. Đó mình cảm thấy cái vấn đề về sức khỏe của mình nó báo động, nó nghiêm trọng quá. Mình cảm thấy nó cái môi trường sống ở đô thị nó không phù hợp với bản thân mình, đặc biệt là cái tiếng ồn. Mình quyết định là lúc đấy thì mình chưa quyết định về quê ở hẳn đâu, mà chỉ là phải về quê để cho đầu óc nó được yên tĩnh và tránh đi những cái bụi bặm ô nhiễm ở đô thị. Thì khi mà mình trở về quê rồi thì mình không còn muốn rời đi nữa cho đến tận bây giờ. Lúc mà Hà quyết định về quê á, thật sự là tôi không có được thoải mái, và lúc đó tôi cũng rất là bực bội. Tôi bảo là tại sao mà người ta thì đòi ra về thành phố rồi đi sống Đà Lạt rồi đi Hà Nội rồi những cái nơi đông đúc người ấy, mà đường này con mình thì lại cứ chui vào cái xó rừng đó, cho nên là tôi không thích lắm. Khi mình vào đây sống á thì có một cái nhà kho cũ này nó hỏng, nó đổ nát, thì mình ở thì mình không có quan tâm nhiều đến cái nơi ở, nhưng mà nó đổ nát quá rồi, mà trong khi hai vợ chồng không có tiền, thế là mình phải quyết định mình tự dựng lấy nhà. Thì trong cái thời gian đấy thì mình vẫn đi làm để kiếm tiền, rồi mình sau khi đi làm về thì mình tranh thủ mỗi ngày làm 1 tiếng hay 2 tiếng, mình bắt đầu mình dựng khung, xong mình san nền, mình dựng lên cái nhà này. Mới thời gian đầu thì cũng không, tức là kể cả vợ mình cũng không có niềm tin rằng mình có thể dựng được ngôi nhà này lên. Nhưng mà khi mà mình dựng khung xong rồi thì thỉnh thoảng lúc nào mà một mình không thể làm được, mình cũng nhờ đến vợ với cả hàng xóm 1 2 người đến giúp. Thì dựng khung lên thì vợ mới tin rằng mình có khả năng làm được cái nhà này. Thì sau nửa năm vừa đi làm rồi vừa tranh thủ làm thì mình dựng xong cái nhà này và đưa vợ con ra đây ở. Cập nhật đúng là gì ngay khẩn trương. Ông lấy sang tay em ngồi sang bên đó, anh đang ngồi lắm nè, nãy mình đang ngồi lắm ấp rồi, ấp mình đang ngồi lắm ấp rồi gần cho thêm mình muối đi. Trời, anh mắm rồi. Nhà này thì nó không làm kiểu đồng loạt từ dưới lên trên giống như như nhà xây, dạ. Mà chia thành từng vì một để làm. Vâng. Thì cái nhà này là rất là có 5 vì này, cái hàng hàng này là 1 vì này, dạ. Và tất cả các cái kết cấu theo một đúng một cái mặt phẳng này, này. Vâng. 1 vì, đây là 1 vì này, còn kia còn 3 vì nữa. Mỗi vì nó giống nhau hết đúng không ạ? Không, nó không giống nhau, mỗi vì một khác ạ. Tùy theo thiết kế nhà, cái người ta dựng từng vì lên, vâng, xong rồi nối các vì lại với nhau thì thành bộ khung nhà, à dạ, à, nối lại với nhau bằng các tức là họ cây đặt rỗn. ở dưới họ dựng vì trước sau đó mới dựng cả cái vì vì lên đấy. Có 2 cách, một cách là mình lắp 1 vì xong rồi mình dựng cái vì đấy lên, vâng. Dựng từng vì một lên, còn cách khác nữa là mình
lắp từng cây cũng như một cụ một vị trước. Vâng. Rồi anh như cái này là anh lắp theo chôn cột trước. Chôn cột trước. Xong rồi anh mới lắp một vị này. Dạ. Xong rồi anh lại lắp tiếp vị này. Nhưng mà anh dựng trực tiếp lên chứ không dựng ở trước. Anh dựng trực tiếp cái vị lên đây luôn. Dạ. Chứ không lắp ở ngoài. Anh học cách làm này ở đâu? À, cái này anh ngày trước là đi theo các cụ Lê cũng họ cũng ngày trước ở đây thì nhà nhiều nhà làm cái nhà này để ở lắm, không làm sàn thôi, làm nền đất, xong cũng hay nhìn các vị làm rồi học mốt được thôi. Chồng ở riêng thì cuộc sống nó cũng khó khăn, bởi vì là cả hai vợ chồng đều không có cái nguồn thu nhập nào. Thì việc đầu tiên mình nghĩ đến đấy là tiết giảm chi tiêu, xà phòng tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng, tất cả mình đều là thay thế bằng những cái gì ở trong vườn. Mình không mua nữa, mình đi nhặt quả bồ hòn về để giặt đồ. Rồi mình dùng lá cây, dùng những cái chế phẩm hai vợ chồng tự chế ra để dùng để đánh răng, đặt đồ tắm rửa. Mà cũng tương đồng với lại cái tinh thần mà mình lúc đấy mình muốn làm một cái thực hiện một cái phương pháp canh tác nông nghiệp mà nó sạch hoàn toàn. Cho nên là mình cũng cần phải thay thế toàn bộ những cái hóa chất đấy bằng những cái đồ mà khi mình thải ra thì nó không có tác động đến đất, không tác động xấu đến đất. Nào là bát thì rửa bằng cám này, rồi dầu thì gội đầu bằng bồ kết này, rồi ăn thì ăn nước mắm thì dùng nước tương này, rồi dầu ăn cái dầu rồi cái gì Aji ngon cái gì không cho dùng đó, nó vào mỡ lợn thì phải ăn cái đồ ngon thôi. Giữa tôi và con dâu tôi ấy thì là hai mẹ con không đồng ý với Hà đó. Hà cứ đi vắng thì cái mẹ con ở nhà lại bàn nhau, lại nói trời ơi mẹ chán lắm thôi, để ưng nó cũng bảo nó chán lắm rồi, không biết là anh kiểu gì nữa, việc thì chẳng làm cùng với con, anh cứ đi đâu ấy mà vườn thì để rậm gì hết đi, chẳng chịu xả cỏ. Thường là theo cái quan niệm là cái cố tài nguyên thì cứ phải bóc lột hết cả, bàn tay ta làm ra tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, vắt sạch tất cả những cái gì mà thiên nhiên có, trong khi mình dành rất nhiều thời gian để chỉ là để nuôi dưỡng phục hồi đất và không có canh tác thu hoạch gì cả, thì mọi người cho rằng mình có vấn đề. Nhưng mà sau khi thì mình tác động ngược lại bà con một số chỗ, thí dụ như người ta phá hết những cái giống cây thảo dược hay là một vài cái cây giống mà trong nhà họ cũng tức là thường xuyên sử dụng, như cây nứa chẳng hạn, một họ nhà tre thì người ta phá hết rồi để trồng cây công nghiệp và cây hoa màu, trong khi mình lại bảo tồn lại tất cả những cây đấy. Mà khi nhu cầu người ta cần đến thì người ta biết, người ta chỉ nghĩ ngay đến thằng Hà có cái đấy, thì lúc đấy là họ bắt đầu là họ cần đến mình, họ tìm đến mình và mình mới bắt đầu chia sẻ cho người ta tại sao tôi phải giữ lại cái đấy, tại sao tôi lại không phá cái này đi để tôi trồng cây keo, tại sao tôi lại giữ lại những cái cây mà nó không có tên có tuổi gì cả. Bởi vì là tất cả, đối với quan điểm của mình thì tất cả các loài cây
đều có ý nghĩa tồn tại của nó, đều có giá trị sử dụng. Được chưa? Được chưa? Ông đang làm con gà để đấy. Nước hả? Nước. Cái đầu nó cũng không to. Mình có tham gia vào một cái nhóm, một cái cộng đồng làm nông nghiệp mà nông nghiệp sạch, nông nghiệp thuận tự nhiên, là nhóm Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm. Thì có quen một anh ở ngoài Hà Nội, anh có về đây chơi, xong rồi anh lấy một cái thìa gỗ ra để xào nấu, thì cái thìa của anh bị gãy. Xong đó thì mình thấy anh tiếc lắm, mình ra sau nhà mình đẽo cho anh một cái thìa khác bằng gỗ để đã tặng lại anh ấy. Xong rồi anh đem cái thìa đấy lên đi, anh lại đi xuyên Việt, thì dọc đường anh đi anh khoe, rồi là anh đăng lên Facebook, thì mọi người hỏi ai làm thì anh bảo là của mình làm. Thế xong rồi người bạn bè cứ nhắn tin đến bảo mình hỏi mua. Mình làm tặng một thời gian, mình thấy là thực sự là cái thị trường của cái này nó là có thật, nó là rộng rãi. Thế là mình công bố mọi người là mình không tặng nữa, từ nay mình sẽ làm bán. Mình bán từ những cái thìa bằng gỗ. Đầu tiên thì mình khi lần đầu tiên mình làm cái thìa mình bán thì mình đã nghĩ rằng là với một cái lượng sinh khối rất ít như này mà mình có thể bán ra được thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều những cái sinh khối trong vườn nhà mình. Thế là mình làm thìa mình bán thì được mọi người ủng hộ rất nhiều. Từ đấy là mình hiểu ra rằng là cái nghề thủ công, cái nghề thủ công nó sử dụng cái bàn tay, khối óc của con người, nó tạo tác lên vật liệu, cho nên nó tăng giá trị của các cái nguyên liệu lên. Thì mình nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu về các cái sản phẩm thủ công của bà con ở bản địa đây. Mình tự sáng tạo ra các cái sản phẩm như ống hút tre hay là bút bi mình làm. Mình hiểu rằng là thủ công nó tiết kiệm sinh khối. Cái ý tưởng làm ống hút nứa thì nó bắt đầu từ một cái lần đi gia đình mình đi chơi thác, xong mình có ghé một quán nước để uống nước mía. Trẻ con nó thấy bàn bên cạnh có sử dụng ống hút thì nó đòi sử dụng ống hút, nhưng mà mình thì không cho dùng. Thế là mình thấy có bụi nứa ở bên cạnh đấy thì mượn dao của chủ quán về để xong rồi mình lên mình chặt cái nứa về làm cái ống hút cho bọn trẻ con hút. Thì có anh bạn đi cùng mình, anh Đinh Quang Sơn, anh bảo cái này làm bán được. Sau một thời gian tìm hiểu khoảng 2 tháng thì mình làm, mình bán thử thì được mọi người, bạn bè, cộng đồng ủng hộ rất là nhiều. Mình thấy đây là một cái sinh kế rất là lành mà bền vững, bởi vì cây nứa là họ tre nó sinh trưởng phát triển rất bền vững. Cho nên là mình cũng muốn chia sẻ cái này cho mọi người. Nên là mình vận động, lúc đầu mình phải vận động mọi người làm. Mình chia sẻ cái cách làm rồi là nếu người ta không bán được thì mình sẽ bán giúp cho người ta. Sau một thời gian thì ống hút tre nó đã trở nên quen thuộc ở trên thị trường thì nhiều người đến để học cách làm. Thì mình cũng dạy cho người ta cách làm. Về sau thì mọi người tự làm, tự bán được nhiều. Thì sau khi lấy nguyên liệu về mình phơi khô. Phơi khô dưới nắng mặt trời. Xong rồi mình đánh bóng bề ngoài của ống hút bằng cái máy mình chế. Xong sau khi đánh bóng thì mình cắt. Cắt theo kích thước theo yêu cầu của khách hàng. Vết cắt của mình thì nó không được đẹp, cho nên là sau khi cắt mình phải xử lý cái vết cắt này cho nó nhẵn sạch. Thì cắt xong thì mình đưa vào rửa, xịt rửa cái lòng trong của ống. Rửa xong thì đem luộc với lại nước muối.
sau đó thì phân loại và đóng gói. Khi mình làm cái ống hút thì mình thấy rằng là cái lượng vật liệu thừa sau khi mà mình cắt để làm ống hút thì còn khá nhiều. Thì mình tìm cách để tận dụng cái vật liệu đấy, thì mình nghĩ ra làm cái bút bi bằng cái phần đấy. Thì sau khi cái bút bi được đưa ra bán thì cũng được mọi người chào đón rất là nhiệt tình, mọi người ủng hộ nhiệt tình. Ngoài ra thì mình còn thấy rằng ở quê mình có cái cây luồng, nó là một cái nguồn tài nguyên nó dồi dào mà nó chưa được sử dụng hiệu quả. Thì mình nghiên cứu một vài sản phẩm từ cây luồng, như là cái thìa, rồi là cái dĩa, thì mình cũng làm thử. Thì do là cái mình làm thủ công hiện tại là, cho nên là cái chất lượng so với lại các cái sản phẩm tương tự ở trên thị trường nó cao hơn rất là nhiều. Vậy là cũng được mọi người đón nhận. Mình tuyên bố với mọi người là mình sẽ không bóc lột đất, nhưng mình vẫn phải kiếm được tiền. Thì bằng cách là mình phát triển các cái mô hình kinh tế mà không sử dụng tài nguyên, tức là không sử dụng sinh khối của đất. Ví dụ như thể là sản xuất tinh dầu hay là làm đồ thủ công, tức là mình sử dụng rất là ít sinh khối để tạo ra rất là nhiều giá trị. Sau khi mình làm những cái đấy nó thành công, nó có thể là đưa vào thị trường và được mọi người chấp nhận, thì càng được sự chấp nhận của bà con và của gia đình. Dần dần là tôi mới thấy cái điều mà Hà làm nó quá là tốt. Nó về cái môi trường sạch để cho con người mình dùng, nó thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến môi trường. Đó, bây giờ rác thải thì nếu mà bằng tre thì thoải mái, tích đổ chỗ nào cũng được. Rồi mình có thể mình đắp ra vườn thì nó cũng thành phân. Mà cái phân nó ngấm xuống những cái cây mình ăn thì nó rất là tốt. Đó, cho nên mà khi hiểu được rồi thì thật sự cái việc làm của Hà nó quá là tuyệt vời. Đấy, thật sự tôi rất là cảm ơn khi mà ông trời đã tạo dựng lên một đứa con mà nó hiểu biết như thế. Chứ lúc đầu tôi chống đối lắm. Lúc đầu là chống đối con. Nhưng sau này thấy cái điều Hà làm nó quá là tốt. Mình 2 năm đó mình làm vườn, mình cố tình mình hướng dẫn người khác để người khác làm theo mình, nhưng mà người ta không làm theo. Và sau mình phát hiện ra cái phương pháp đấy là mình cứ làm, và khi nào người ta hỏi thì mình mới dạy, mình mới chỉ. Thì là khi mà mình làm thủ công á, mình đã có một lần kinh nghiệm như thế rồi, và mình cứ làm mà bất kể ai, mình cũng không đả động, không nhờ vả gì cả. Đến khi người ta hỏi đến mình thì mình nói, người ta nhờ đến mình thì mình chỉ. Khi mà người ta cần việc làm thì mình mang đến cho người ta việc làm. Thì kể cả người thân, cả mẹ mình hay vợ mình hay bất kể ai, mình cũng đều không mời chào vào tham gia vào công việc của mình. Và khi họ muốn cùng mình làm thì lúc đấy mình sẽ chỉ. Và cái việc đó nó diễn ra nó rất đơn giản thôi, bởi vì người ta chủ động tìm đến mình, cho nên nó không gặp nhiều khó khăn trong cái việc mà mình phải mang cái đấy, cái tri thức đi đến đấy cho người khác. Anh vừa được rồi. Hoặc là không biết. Anh vừa được rồi, rất là cái gì mẹ ở chỗ đây thôi, chỗ đây. À các cái đấu tóm đi chị. Đây cái chỗ đây thì một khúc hẳn đây hẳn vuông ghép đây. Nhưng mà đứa mẹ vừa điện. Ông hứa là vừa
ông nữa là tóm lại là cái này chưa được. Còn cái này là của ông hút. Còn cái này mẹ làm lại. Đang ước nguyện là những có những người mà có cái ý tưởng như Hà quay trở lại quê hương vào những cái vùng đất để mình có thể sống trong một cái môi trường sạch rồi tự nhiên, rồi mình làm cái việc này là để cho họ có việc làm tại nhà, họ không phải đi xa vợ xa con, rồi không phải đi xa nhà, không phải xa người thân, nhưng mà họ vẫn có việc làm ổn định. Khi mà mình đi làm nhà cho bạn bè rồi cho khách hàng á thì người ta cần phải có hình dung trước được cái nhà của họ. Lúc đầu mình vẽ bằng tay, vẽ bằng bút mực lên giấy á, thì nó không thể hiện hết được cái không gian rồi các tính năng của ngôi nhà. Về sau thì mình thấy mình có một lần đi ra Hà Nội, mình thấy anh bạn anh làm cái này nó đơn giản quá. Thì mình về mình cũng cài đặt xong mình tập mấy ngày thì cũng làm lom lem được. Thế là đấy thì mình thiết kế bằng cái công cụ này. Thì mình thiết kế xong bằng cái này thì nó sẽ thể hiện được cho cái chủ nhà, người ta biết được cái nhà của họ cơ bản là nó hình dung nó như thế nào. Và có thể trong cái khi mà mình thiết kế đấy thì chủ nhà họ cũng có thể là tương tác với mình để thay đổi. Thì từ khi mình làm sử dụng cái công cụ này thì thấy nó phát triển ra nhiều cái ý tưởng, nhiều cái mẫu mã mà trước kia thì mình chỉ là hình dung ở trong đầu thôi, thì nó không, đôi khi là mình tưởng tượng ra xong rồi nó lại đi vào quên lãng mất. Nhưng mà từ khi mình dựng cái này, mình học cái này thì có ý tưởng thì mình đều phác thảo lên để dành đấy, rồi cái nào cần lôi ra dùng. Cái này thì là thống nhất thế này đi. Vâng. Cái giường đây anh thấy là cần phải có một không gian để cái cầu thang đi lên tầng 2. Thì cầu thang em nghĩ là để bên này, ở giữa ấy. Ở giữa đó. Thì cái bếp ở đây thì cầu thang sẽ lên ở đây. Thường thì mình tư vấn cho chủ nhà là kiếm một cái miếng đất nào đấy nó cằn cỗi, một cái nơi một cây nó khó mọc để mình dựng nhà ở đấy. Thì mà hạn chế tối đa cái việc chặt phá cây cối để làm nhà, bởi vì là có rất nhiều cách để sử dụng những cái không gian nhỏ. Thay vì phá bỏ cây để tạo ra một không gian lớn thì cũng không cần thiết. Cái nguyên tắc đầu tiên đấy là cái nhà đấy dựng lên để làm gì, tức là nhu cầu sử dụng. Mình phải biết được cái mục đích mình dựng cái nhà đấy để làm gì. Và từ cái mục đích đấy thì mình sẽ đưa ra những cái thiết kế làm sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu đấy, và nó tối giản nhất và tiết kiệm không gian và tiện dụng. Mình thì làm theo cái hướng là nó đơn sơ giản dị thôi, chứ không có quá trau chuốt cầu kỳ, miễn sao bền chắc. Việc mình trở về với vườn với rừng, trong đó một lý do cực kỳ quan trọng đấy là mình quyết định sẽ có sinh con.
Tức là mình mong muốn là trước khi sinh con mình phải có tạo dựng được một cái môi trường tốt nhất cho con mình để phát triển về thể chất. Nó gần gũi, nó kết nối được với thiên nhiên, với môi trường. Và sau này nó lớn thì tự nó sẽ có thể là tìm hiểu và học hỏi về khoa học thưởng thức sau. Cho nên là mình chọn cái môi trường giáo dục tốt nhất là môi trường thiên nhiên. Quạch. Cái này cũng quạch này. Cái quạch thì có hai cái lá như thế này. Cái ngấn hương là cái đào nhỉ? Cái ngấn hương ấy. Mình mong muốn có nó đã bắt đầu phản hồi lại đối với mình. Thì mình đã cộng đồng của mình đã góp nhặt được 3 hộ gia đình. Thì trẻ con thì đã được 6 đứa. Và số lượng trẻ con là một trong những tiêu chí mình hàng đầu của mình. Khi mà trở về làm nông thì gần như là mình chỉ có những cái kinh nghiệm từ thời thơ ấu, kinh nghiệm mình sống sinh sống lớn lên ở đây.